Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình này góp nhận 0.5 token sóc. Một token là mã giao dịch Sentiment lên sàn chốt quáp nha các bạn. Nên ra nha, hôm nay các bạn bấm vào continue của bạn lướt cấp cha nha các bạn. Sau khi lướt cấp cha xong, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh Challer nha các bạn. Rồi, các bạn join rồi, gì mà đã join rồi nha các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh Challer nha các bạn. Rồi các bạn chờ xíu nha các bạn. Thường thì làm airdrop không cần tiền ghép đâu các bạn ơi. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Có những chương trình airdrop nó kêu các bạn có một withdraw góp tiền thì các bạn nó yêu cầu thì nó cần ghép, còn airdrop không cần ghép nó vẫn về bình thường tất cả các bạn. Rồi, Tweet thì các bạn follow Tweet và Tweet nó lại nè. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like và Tweet cái bài viết của nó nè. Bây thì mới game đó nha các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt được nha các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn cũng coi vào join kênh group kênh Challer chứ các bạn. Rồi mình join rồi. Rồi các bạn bấm đoan nha các bạn. Phan đây mình coi join. Rồi. Bạn bấm đoan nha các bạn. Rồi các bạn bấm đoan nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username theo word của tất cả các bạn nha các bạn. A còng MMO Học Anh. Rồi các bạn bấm đón tiếp nha các bạn. Phan hỏi nó có join không coi kìa. Con này nó nằm trong nguồn gấp 6 các bạn thấy là khá là ngon nha các bạn. Rồi các bạn bấm đón nha các bạn. Nguồn ai gấp 6 ít có, rồi bạn mang địa chỉ TC20 cho link các bạn. Nguồn ai gấp 6 rất là chết bà. Rất ít ra kèo ai gấp các bạn. Một khi nó có kèo ai gấp thì nó khó phong phối. Rồi các bạn mở gì chính mình ra. Con này thông tin. Rồi các bạn chờ xíu nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào reset nè bạn. Các bạn copy địa chỉ TGS của mình lại nha tất cả các bạn. Rồi rồi các bạn gửi qua cho con bot nè. Rồi nhắn vô đây nha bạn. Các bạn gửi nè. Rồi các bạn sẽ nhận được 0.5 tóc cằn sóc nữa các bạn. Rồi đây lên ghép của bạn, lên ghép chia sẻ bằng bè và người thân để kiếm thêm tóc cằn các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo thì mình nhé.